còn rất nhiều bạn nhỏ nhỉ. Chúng ta xem còn bạn nào động đậy không nhỉ. Bạn ấy tên là gì nhỉ? Này vẫn cử động miệng nhỉ. Gió đánh cành bồng, gió đậm cành bồng, chỉ mình
và cực kỳ ấn tượng đến từ câu lạc bộ Côn Song An đến từ Hoài Đức, tiết mục Múa Côn. Dục quyền thôi bây giờ mày quên câu cán đi, làm một bài nhạc thật là đáng ghi, tuôn hết nước mắt khi này gán mì, quyết làm những thứ mà mày đã dám nghĩ. Let go của tao đã cố mà chống chọi đổi lấy cơ đồ chứ không phải tàn cho thằng đầu đàn với công không ngại khó để cho anh em có thể ngồi bàn to. Chương trình chúng ta sẽ đón nhận một giọng ca vô cùng ngọt ngào và đặc sắc đến từ ca sĩ Hồng Thắm, bài hát Hãy Cho Tôi. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ca sĩ của chúng ta lên sân khấu ạ. Thắm được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể bà con, cô bác và các anh chị, nhất là các cháu thiếu nhi Nhiêu Đồng thân mến. Xin cho Hồng Thắm một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Dạ, hôm nay bước về tuổi 40, nhưng mà mình cảm giác mình trở lại một tuổi cách đây 30 năm về trước. Vì thế thật sự là vô cùng hồi hộp. Nhưng hôm nay thực sự là Thắm rất muốn được trở về tuổi thơ. Vì thế xin mạnh dạn gửi tới các ông, các bà cùng toàn thể quý vị khán giả bài hát Hãy Cho Tôi ạ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nữa đúng không ạ? Để cho Thắm gỡ rút đúng không ạ? Xin cảm ơn. Và từ cây ra nỗi sơn đó có
mắt chính là que test. Đây được coi là kẻ lùi xuyên lỗ mũi bởi nó có thể gây ra và làm cho lỗ mũi của tai chúng ta có nhiều người nở to hơn bình thường. Và đợt cao điểm có những người 2-3 ngày là phải ngoài mũi một lần, dần dần thành quen và thích nghi được với một số ít, đã không còn sợ hãi mà trở nên khá thích thú, người coi đó giống như là một thói quen. Tình trạng uống rượu bia quá độ đến mức nguy hại cũng đang phổ biến ở người trưởng thành. Và điều này ảnh hưởng không ít nhiều đến sức khỏe mà còn dẫn đến nguy hiểm tốt của nhiều tai nạn và xảy nạn. Nhiều quy định đã được đưa ra và nhằm hạn chế điều này, trong đó có khẩu hiệu đã uống xe thì không được lái xe rượu. Và chúng tôi xin giới thiệu bộ trang phục mang tên Thần Tượng Chiến Thần Rượu Bia. Nhân vật hình hoạt hình nổi tiếng của Disney, Elsa được rất nhiều người biết tới. Chúng tôi xin giới thiệu bộ trang phục của công chúa băng giá rất lên câu hài hước. Như vậy, như các bạn đã thấy, đây là một trong những hậu quả của việc sử dụng ma túy gây ra nhiều ảo giác. Họ tưởng mình là những công chúa băng giá, nhưng thực chất đó lại là lời thì thầm của nàng. Sánh ngang cùng với cụm từ tiểu tam hay em gái mưa, trà xanh đã làm trao đảo và khiến nhiều chị em phải dè chừng. Một cô nàng trà xanh được hội chị em đánh giá có vẻ ngoài xinh xắn, biết diễn xuất nhưng level cao hơn về độ nham hiểm, mưu mô. Đặc biệt sở thích của em gái trà xanh là món gì ạ? Chính xác, món lòng xào dừa và mình càng những lại kính dưa nhiều lòng. Vâng, thưa quý vị, bị phản bội có lẽ là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất trong tình yêu. Khi rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Có những người may mắn chỉ là một chú tê giác một xuân, người đen nổi hơn thì trở thành tuấn lộc. Thế nhưng, chắc hẳn chàng trai với bộ trang phục này chắc chắn là người đen đủ nhất trong tình yêu. Khi rơi trên sân máy, ta phải nhận được đó thì có thể là không thể đến nổi. Đặc biệt đó là ma túy, không nên dùng thử dù chỉ một lần, đúng không các bạn nhỏ?
cuối cùng chào mừng sự trở lại của em gái trà xanh, nữ hoàng sương gỗ và chàng trai bị cắm sừng. Tuy có nhiều điểm khác nhau nhưng họ có đều chung một điểm chung, đó là chính là người những người mà tìm tình yêu mới là người thứ ba. Vâng, thưa quý vị, ngày nay việc trở thành một idol là điều mà nhiều người đang hướng đến. Tuy nhiên, hãy là một người tích cực và kiểm soát được bản thân, không bị sa ngã vào những trò lố lăng mà biến không gian bạn trở nên độc hại dành cho người xem. Và tiết mục vừa rồi cũng là tiết mục cuối cùng cũng như kết thúc đêm liên hoan văn nghệ của chi đoàn thôn Kết Tiến ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị, quý phụ huynh và các em thiếu nhi thân mến, chúng ta đã có một mùa Tết Trung Thu thật vui vẻ, đầm ấm và đầy ý nghĩa. Thay mặt những người làm chương trình, tôi xin chân thành cảm ơn, kính chúc quý vị đại biểu, quý phụ huynh mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và xin chào.